Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình lại có chương trình thử món trứng gà nắc. Không biết là các bạn đã ăn chưa, nhưng mà mình thấy bảo là ăn đấy bổ lắm. Hôm nay mới mua thử, ăn thử xem trứng gà nắc nó sẽ như thế nào nhá. Đấy. Chỉ nữa mà chỉ nữa mình sẽ thử thách xem là có ăn hết được hơn 30 quả trứng này không nhé. Đấy. Cái quất bây giờ ra rất nhiều hoa này. Đấy. Các bạn thấy cái hòn non bộ đẹp không? Tuyệt vời. Cá này không biết là chui đâu hết rồi. Nhà không có gì ngoài cây và hoa. Hoa này rất là hay, nó lại có hai loại màu này, màu trắng với màu tím này. Mình chả biết tên là hoa gì. À, thơm lắm, mùi hoa thơm, nước mũi. Cái chú mình rất thích chơi cây nhưng kìa xa quá lại vướng mất. Kìa có một giò lan này, ai màu tím mộng mơ đấy. Đây cũng có hoa rồi này. Và chủng đẹp nhỉ. Tuyệt vời. Đấy, hai ít rau răm để tí nữa ăn trứng. Toàn cây nhà lá vườn. Trứng này nó không phải là trứng gà, mà nó không phải trứng gà lần, mà nó cũng không phải là trứng gà lộ, mà nó là trứng gà nắc nha các bạn nha. Đấy, tí nữa mình sẽ review cho các bạn xem. Cuốc lại còn đồi mồi nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ mang trứng đi luồng cho các bạn nha. Một nồi trứng đầy luôn. To. Ok. Cho nước chưa? Cho rồi, thế này thôi. À. Bên cạnh đấy là món chim nữa này. Chim và trứng. Đấy. Rồi, trong khi chờ đợi bây giờ chúng ta sẽ làm món nước chấm nha. Ở đây mình sẽ dùng muối hạt nha.
Đấy, cho ớt này, rau răm này và lá chanh, xong rồi giã đều lên nhá các bạn nha. Lá chanh vào. Đấy, đây là thành phẩm của mình nhá. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhá. Hôm nay sẽ thử thách đống trứng gà nắc này xem mình sẽ ăn được bao nhiêu quả nhá. Giờ mời các bạn cùng thưởng thức cùng mình. Bảo không? Xử luôn. Đây, vung. Đấy, cái này rồi. Trứng nắc này là nó sẽ là có con như thế này đấy các bạn nhá. Đấy, nhưng mà nó không nở được, cho nên là nó gọi là trứng gần nắc. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức nha. Một đỏ rồi hả? Răng. Hả? Một răng. Từ. Nào, phải lên phát đã, nếu uống được thì phát vào. Được, nào. Mời các bạn nha. Ghém thêm tí gừng, rau răm nữa. Mời cả nhà nhá. Ngon lắm, không phải đấy đâu. Không phải trứng gà thối đâu các bạn nhá. Ủa, ăn như trứng bị lộn rồi. Ngon. Ăn cái này bổ mà. Như trứng bị lộn đấy. Thơm lắm. Trứng nó phải hơi mùi như thế nó mới là chuẩn của trứng này đúng không? Nó mới ngon đúng không? Ăn ngon, ăn này ngon. Trứng này bổ lắm, ăn chống đau đầu. Và nó ra. Nhưng mà như tầm này thì mình thấy là trong khả năng của mình thì chắc là phải sẽ là được khoảng tầm 20 quả. Chưa ăn khó nói. Ban đầu dự tính là mình sẽ chiến được khoảng tầm đôi khay ba khay này, nhưng mà có lẽ là sai. Dạ. Đâu ba. Nó đang làm gì đấy? Nó ăn trứng không? Đó đang làm gì đấy? Tạm tay người.
Đậu đâu rồi? Đậu đâu? Có nhìn thấy đậu đâu đâu? Đậu, đậu ăn trứng không? Chim đồi mồi, em mình cứ bảo đây là chim đồi mồi. Mà chưa mềm đây mình ra là cứ tẩm ướp sẵn rồi, ăn thơm lắm, ngon. Chim đồi mồi. Bạn nào mà chưa ăn thử trứng gà nắc này thì nên thử nhé. Thơm, thơm ngon lắm. Dạo không khác gì trứng vịt lộn này. Nhưng mà nó có một cái mối liên nó khác của trứng vịt lộn này. Ăn nó không kiểu chứ nghe thơm hơn trứng vịt lộn nhưng nó không có kiểu lòng đỏ như thế. Đây là nó nguyên con. Có lòng đỏ này, đang có lòng đỏ. Anh ăn chưa dính con quả nào quá. À, ở đây nghe chừng quả này có đây. Nằm bằng ghế đây. Ghế đây. Đây, mình còn rồi. Đây mình còn rồi. Chứ ăn quả nào dính có chắc là lòng đỏ, mấy lòng trắng như kiểu không biết không. Mời cả nhà nha. Làm cái nghĩa gừng. Có ngon không mày? Ngon. Tuyệt vời. Không nghĩ là loại ngon như thế, hấp dẫn. Không. Xong rồi. Cái này là như lúc ban đầu mình nói với em mình bảo là mình ăn chắc phải được tầm 2 đến 3 khay trứng này, nhưng mà thực sự ra là chắc là mình sai. Ăn đến tầm này nó bắt đầu là thấy nó đầy đầy. Đầy lá nào? Ngon thế vẫn đầy. Ăn thấy bắt đầu bụng nó no no căng căng. Thực là trứng này nó ngon thật. À đây, quả này có lòng đỏ đây. Lòng đỏ đây. Ăn ngon nhất của con nào? Của nguyên đấy, nguyên con này.
Nguyên con đấy, như lúc đầu ấy. Đây là vẫn chưa đây đâu. Đây nó còn lòng đỏ đâu. Con này còn đây vẫn không ngon. Nguyên con thì ngon. Lông lá. Như cái con lúc đầu màu bánh ăn đấy. Mồm đâu nhỉ, mồm đâu nhỉ. À, trứng này siêu ngon luôn, ngon cực kỳ luôn nhá. Hôm nay lần đầu tiên mới ăn đấy, ngon tuyệt luôn. Nó đến một thời điểm nào đấy nó sẽ tự dừng thôi. Bà đi mà ăn, vẫn còn một đĩa này, chục con đấy. Ôi, ngoài này đang mưa, bên này là... Không thấy mọi người à, cần có quay ra đường không mà nhìn thấy, không thấy đang mà làm mưa kìa. Mà bán chim này. Thử quả trứng cho biết... Biết theo lời gì nữa hả đi? Trứng là nắc là gì? Không biết đây nhà. Mưa đâu. Họ cầu tên mà như con. Một công vàng thì không cần cầm bên mình. À, quan đến bên 2, 4, con này 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 quả. Con này nó không nhỏ đâu. Ăn cái con này nó đùi không? Thế nào mà nãy giờ mới ăn được 10 quả nữa. Lúc bà cho thêm mấy quả, 5 quả hay sao đúng không? 1 quả. 1 quả. Thấy không? 3, 4 quả ấy mà. Không nhiều ai. Quả thích ra quả ấy bà. Thật sự là căng thẳng. Bây giờ, ở đây còn 20 quả đây. Gần 20 quả đây. Ủa. Này, khả năng là để mà làm thử thách ăn chính ra nắp này thì nghe trở nên khó. Nặng như đá. Hay. Mày nhất quyết không ăn à hả anh? Chẳng lộn thì nó là trứng gì không? Thế sao từ lò nó trở là trứng gì đó thật thật? Dạ, thật thiệt. Trứng gì lộn như thế nào, ăn nó kiểu như thế? À, là nguyên lông rồi. Gà, gà thì nó khác đấy. Nguyên lông rồi. Ôi. Cái YouTuber bảo nay ăn 3 vị thì chịu ấy. Ai biết. À, có cái từ từ bình tĩnh. Bởi vì lần đầu ăn nên là cũng chưa biết được nó như nào. Thực sự là ngon nhưng mà nó hơi dày. Nó kiểu cảm giác là no. Nhưng mà nhìn thì vẫn thèm đấy. Ngon không? Ngọt mà thơm mà. Ok mà. Cái này ba người mà ăn 90 quả. Xong cũng đi viện. Có khi nhiều người ăn rồi. Không, ví dụ đồng đồng thì không nói. Đồng đồng từ lúc chỗ này 4-5 người á. Lúc này hết rồi. Chắc là hết rồi.
tầm cỡ mà là trứng này mà gặp được lúc cực đói ấy. Thì mới buộc được. Này ngồi lai lai thì được, ngồi lai lai thì 30 quả chắc được. Từ từ bình tĩnh ăn này, không phải tính thời gian hay gì cả. Các bạn không đến lúc nào. Lúc nào cũng làm phát một đỏ, mới hai đỏ hết thì mới căng. Xúc xúc muối. Xúc là nhiều. Nhiều những mặt. Cái gì đấy? Đây là trứng này cũng ngon nè. Cái nô chế ra là lương đúng thứ này. Cố gắng là trong khoảng thời gian mà thử thách ấy, thử thách ăn trứng thì mình sẽ không cắt ghép để review cho các bạn xem là mình có thể ăn được bao nhiêu quả. Để đợt sau mà ví dụ như là có gác ai thách đấu với thì mình biết được căn chừng để mình quyết đấu. Hôm nay biết đâu có người nào có fan nào được comment bảo anh ăn được 60 quả thì anh ăn được 60 quả thì chắc là nó phải thời gian chứ không phải là ngắn thời gian như này quá, ngắn thời gian như này quá thì chắc chắn là sẽ không mình không chịu được, không chụp được. Chị đùa rồi đi. Đuôi điệp ạ. Chim này ăn mùa, ăn rất là ngọt nước, chín sẻ, đồ môi đặc thả, to sẻ tí. Hôm nay ăn con chim gà, một loại món đất họ họ nhà gia cầm, cũng là hai chân, nhưng mà một con bay dài còn một con là vẫy gì đất. Phải nhìn tí nào đi lấy động lực rồi. Nhưng mà sao trứng trứng này cái vỏ nó giòn đấy nhỉ, gõ cái là nó rụng hết rồi ra như kiểu là nè rụng hết rồi ra giòn như tự nhiên mà phải nó giòn vụn ra này thấy mà không ừ, mới đầu cái quả nó nguyên con nhỉ, ăn nó bùi bây giờ nó toàn quả nó kiểu nó thấp, nó chưa hẳn ra con ăn cái con rồi nó không có bùi. Để toàn loại như này. Nước quả nguyên con như lúc đầu ạ. Bóc ra một hai quả đó. Đấy các bạn nghe này, nhìn cũng như quả trứng bị lộ luôn nhá. Bạn ơi, nhìn như quả trứng bị lộ luôn. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, ta có cách người ta zoom lên thì lên hết, nhưng mà nhìn tận nơi đấy cắt. Đấy, quả trứng gà nặng nó thế đấy các bạn. Quả nhìn không khác gì quả trứng vịt lộn luôn mà. Ok.
nhưng mà hình như nó có một cái vị rất là khác, và khi mà ăn vào nó có một cái vị nó hơi ngăm ngăm đắng, ngăm ngăm đắng là có mật mật. Trứng vịt lộn thì nó không có cái vị đấy. Vì nên nó thành con rồi đó. Thì đúng rồi, nó thành con rồi nên là nó có hơi ngăm ngăm này. Như các bạn nhìn thấy đấy là con gà nó không nở được. Chuyển sang chim đường ngoài làm con chim. Đấy, chim nhỏ nhỏ chim sinh này thôi nhưng mà ăn rất là ngon nha. Mời cả nhà nha. Chim mà nó sẽ tạo cái độ ngấy ngại ngấy ngại, cho nên là rất giảm năng suất của trứng gì mà ăn nguyên trứng được thực ra. Hôm nay mình cũng thử lần đầu với trứng gà nắc nữa. Không ăn được nhiều, với khả năng của mình không ăn được nhiều. Ăn tầm 40 quả ok rồi. Ở đây là hơn 30 quả. Chỉ thằng đi dưới đâu. Thực sự là không tưởng tượng được là nó no mà đầy hơn trứng gà. Trứng gà như thế này ăn nó ăn tí xong nhưng mà trứng này nào chúc mừng thì cái tay cái thứ hôm nay mà hai mới đầu ăn ngon nha. Hôm nay mà luộc ba vỉ trứng thì chắc chắn là chắc phải ăn xong lần sau là sợ trứng luôn, không dám động đến trứng nữa. Ba vỉ trứng nó chín được quả. Trứng này mà ai ăn được cực ngon này. Nghĩ đơn giản nhưng mà đấy, nhìn quả trứng nó bé như quả trứng gà này thôi nhưng nó là
khác của trời và vực. Từ từ bình tĩnh lại. Anh ơi, làm thử quả đi. Anh biết thử là em chỉ ăn được căng lắm, mua 2-3 quả thôi. Rồi thì làm thử đôi quả như thế nào? Đôi quả thì em phải không như là ăn thì thử thách cả những đôi ấy, anh phải ăn. Mình tính nó đỡ hơi, đỡ mắt nhé. Gà người chim vẫn đấy ạ. Gà người ta à, chim thì à, chim chiên nó có dầu, trứng thì bóc ra hai cái quả nó to như thế, à con nó to như thế nên quả trứng rất bé như quả trứng gà bình thường so sánh. Trứng thì vẫn thèm này, nhưng mà nó quá. Thêm một món chim nữa. Chim này chim to ra. Hết hết chim đồi mồi. Xong rồi vịt bay, xong gà con. Xong rồi giờ lại chim to dần. Ăn cái này chân đầu mùa. Đầu mùa. Đồ mùa đầu mùa. Mời anh. Ăn đi anh. Để khán giả. Ủa đây còn giờ quá lâu rồi. Run rồi. Anh ơi, thử đi. Ăn đi ăn ha vị em nó bảo anh rồi em thì ăn được căng lắm được năm bảy quả thôi. Anh bảo mua đương nhiên 2 vị quá là những chốt đến 3 vị để chịu anh. Thì nhìn thấy quả trứng nó bé tưởng ăn trứng gà. Trứng gà thì lúc mà đói thì anh ăn được tầm 20 quả không ít đâu, nhưng mà ai nghĩ là ăn trứng này nó bóng no nhanh. Anh yên tâm đi, anh ăn ngày nào anh ăn tầm 20 quả này cả chữa rất nhiều bệnh. Đau đầu rồi xương khớp này. Xong rồi hút sớm. Chữa được cả được ho à. Bây giờ mới biết. Bây giờ mới biết là có những cái công dụng nó diệu kỳ như thế. Rồi ông ạ, à, ông nổ vừa rồi ông ăn đấy. Nhà con là chăng? Cái gì? Nhà con đang xem. Xem gì? Xem clip của anh đây. Xem clip là nào? Thì anh cho lên, tí anh cho lên kênh của anh thì nhà con. Bây giờ mày đang làm gì ấy? Mày đang làm gì ấy? Đang quay. Mày cứ bấm lung tung, tao chưa nhìn xem là gì ấy. Đúng cái gì? À không, nó quay mà. Ý là nói nhà con thì anh đừng cắt nhà con đi để cho nhà con được lên sóng đi, không có mặt nhưng mà có tên tuổi đấy. Anh hiểu chưa? Anh ngài kiểu gì sẽ anh ngài kiểu gì sẽ lên sóng mà yên tâm. Anh chạy đi đâu rồi? Anh vẫn còn đang anh vẫn còn đang đợi anh ngài anh gọi về bụng rắn đấy. Anh ngà mà anh lên sóng thì sợ ra đường anh phải bị bắt khẩu rồi. Lúc nào quá lắm fan yêu thích lúc nào mà anh mà bắt được rắn thì lên review
Dạ được, quá nổi tiếng. Ui ôi, ui ôi, nổi ra nào. Sao thế? Quá ngon nhỉ mà thật này. Nhiệm thế. Muối nó mặn đúng không ạ? Ăn để nó ngấy. Nên nhưng mà lại ăn càng nhiều muối thì nó lại càng mặn. Ôi dồi ôi. Thôi, chắc là mình sẽ tạm dừng ở đây. Thôi đừng tạm mình sẽ... Chốt lại là hiện tại là ở đây còn 13 quả. Không thể cố thêm nữa. Dù mình mà nổi ra gà là không chịu được. Sớm quá. Ăn thôi đi anh. Xin phép các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp